Theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài G7, NATO hay BRICS đang nắm giữ vận mệnh thế giới. Trong một tuần lễ thượng đỉnh G7 rồi NATO, BRICS cũng như là các quốc gia bao quanh biển Caspi đã diễn ra cùng một lúc. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương chuẩn bị kết nạp thêm 2 thành viên và đã đưa ra khái niệm mới về chiến lược. Nga tăng hỏa lực trên chiến trường Ukraine để dằn mặt phương Tây. Trung Quốc thì giữ nguyên lập trường ủng hộ Moscow trước các đòn trừng phạt về kinh tế, về tài chính của Âu Mỹ. Bắc Kinh quan niệm mở rộng các liên minh quân sự dẫn đến chiến tranh, mà khủng hoảng Ukraine đang chứng minh cho điều đó. Trong bối cảnh nói trên, hai chuyên gia của Pháp về địa chính trị và quan hệ quốc tế, Florent Parmentier, Barthélemy Cuocmont, trả lời câu hỏi trật tự thế giới có còn trong tay các nước phương Tây nữa hay không, và ai đang áp đặt quan điểm về quan hệ quốc tế cũng như là chiến lược. Florent Parmentier giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, còn ông Barthélemy Cuocmont là giám đốc nghiên cứu đặc trách về chương trình châu Á-Thái Bình Dương của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS. Trang mạng thông tin của Pháp Atlantico có khuynh hướng bảo thủ, nêu lên câu hỏi việc hàng loạt các hoạt động ngoại giao diễn ra từ một tuần này phải chăng là dấu hiệu G7 và NATO đang bị cạnh tranh không còn giữ được ảnh hưởng lớn như trước. Giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Barthélemy Cuocmont, nhắc lại khi mà chiến tranh lạnh kết thúc thì G7 là biểu tượng của sức mạnh thế giới tự do. Thế rồi khối này đã kết nạp thêm Liên bang Nga năm 1996 dưới tên gọi là G7+1 hay đơn giản hơn là G8, nhưng Moscow đã bị loại trừ ra khỏi câu lạc bộ này sau khi xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Thế rồi BRICS, hay sau đó là BRICS, đã khai sinh. BRICS chiếm đến 42% dân số toàn cầu, 23% GDP của thế giới. G7 dần dần trở thành một câu lạc bộ của các nước nhà giàu, trong lúc mà ảnh hưởng của các quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil thì càng lúc càng lớn, đặc biệt là kể từ khủng hoảng tài chính 2008 như Florent Parmentier, trường Sciences Po Paris ghi nhận. Và từ khi đó thì G20 quy tụ 20 nền kinh tế hàng đầu của thế giới với những nước như là Indonesia hay Thổ Nhĩ Kỳ v.v. phản ánh một cách trung thực hơn toàn cảnh thế giới. G7 lại càng bị suy yếu thêm dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi chủ nhân Nhà Trắng lúc bấy giờ rất ít quan tâm đến các đồng minh trong bang giao quốc tế theo mô hình một thế giới đa cực. Thế rồi, sau 4 năm nhiệm kỳ Trump, chính quyền Biden cố gắng thổi một làn gió mới vào G7, một khối dân chủ để cưỡng lại các chế độ chuyên chế. Phát biểu qua cầu truyền hình hôm khai mạc thượng đỉnh nhóm BRICS, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi các đối tác hợp tác chặt chẽ, cưỡng lại những hành vi ích kỷ của phương Tây trong việc trừng phạt Nga trong xung đột Ukraine. BRICS liệu đã có đủ trọng lượng để áp đặt quan điểm trên bàn cờ quan hệ quốc tế hay chưa? Các chuyên gia Pháp, Parmentier và Cuocmont đều trả lời là chưa. Trung Quốc cũng như Ấn Độ cùng tránh về hùa với phương Tây, lên án Nga xâm lăng Ukraine. New Delhi và Bắc Kinh tận dụng cơ hội này để mua vào nguyên liệu và năng lượng của Nga với cái giá rẻ. Trung Quốc không ngần ngại tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga để tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau vì những lợi ích cốt lõi của mỗi bên liên quan đến chủ quyền và an ninh. Florent Parmentier kết luận BRICS có thể liên kết với nhau để có một tiếng nói mạnh hơn, nhưng lợi ích của nhóm này thường có nhiều mâu thuẫn. Còn ông Barthélemy Cuocmont thì chú ý nhiều hơn đến thái độ của New Delhi về xung đột Ukraine. Theo ông, đây không đơn thuần là một sự đối đầu giữa một bên là các nước dân chủ và bên kia là các chế độ chuyên chế, mà là một dấu hiệu của tiến trình nhà nghiên cứu Cuocmont gọi là phi Tây phương hóa, có nghĩa là châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và cả Trung Đông đều đang giữ khoảng cách với các nước phương Tây trên vấn đề Ukraine. Tháng 11/2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng tuyên bố NATO trong tình trạng chết não, nhưng kể từ khi mà Nga đem quân xâm chiếm Ukraine thì liên minh quân sự này đã được hồi sinh. Barthélemy Cuocmont thận trọng nói đến một sự bật dậy từ phía NATO, nhưng còn phải đào sâu hơn nữa mới biết được là liên minh này đã thoát khỏi tình trạng chết não hay chưa, bởi chiến tranh Ukraine chủ yếu đang chứng minh rằng cái thời kỳ mà NATO bảo vệ những giá trị phổ quát dường như đã qua. Liên minh quân sự này có thể mở rộng thêm đến những thành viên mới, nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó? Chuyên gia của Pháp về quan hệ quốc tế giải thích thêm,
từ chối giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, xem một sự đối đầu giữa hai cực là ngõ thoát duy nhất, khiến các thành viên NATO càng đặt mình vào cái thế yếu trong một chừng mực nào đó. Nhận xét của Emmanuel Macron hồi 2019 vẫn còn tính thời sự. Vậy thì G7 hay BRICS, NATO hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Quad, AUKUS có thể đặt luật chơi với thế giới hay không? Florence Parmentier, trường Sciences Po nhìn nhận ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn tại châu Phi, châu Mỹ Latin hay Trung Đông, nhưng Bắc Kinh chưa thể qua mặt được Washington. Đó là chưa kể đến những sáng kiến để lôi kéo các đồng minh trên mặt trận kinh tế và thương mại. Trung Quốc thì có dự án vành đai con đường, có hiệp định RCEP để làm đối trọng với CPTPP mà cả những đồng minh thân thiết nhất của Washington cũng đã hưởng ứng. Trong mắt nhà nghiên cứu Barthélemy Quocmont thì đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy những quốc gia với các hệ thống chính trị rất khác nhau vẫn có thể gạt sang một bên những bất đồng về mục tiêu phát triển kinh tế. Do vậy, để tìm lại vị trí của mình trên sân khấu chính trị, các nước phương Tây bắt buộc phải bắt những nhịp cầu với phần còn lại của thế giới, chấp nhận những đối thoại, trao đổi nhiều hơn, thay vì lúc nào cũng trong cái thế để phán xét những quốc gia chung quanh và co cụm lại với chính mình. Từ nhận xét đó, giám đốc nghiên cứu của Iris trả lời câu hỏi ai đang định đoạt quan hệ quốc tế hiện nay. Theo ông, tất cả tùy thuộc vào định nghĩa về bang giao quốc tế. Nếu chỉ nhìn vào khía cạnh kinh tế và phát triển không thôi, thì vị thế của phương Tây đang bị thu hẹp lại. Trái lại, nếu nhìn về mặt chiến lược, thì thế thượng phong của châu Âu và Mỹ còn rất lớn. Florent Parmentier, trường Sciences Po kết luận sự trỗi dậy của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang mở ra một thời đại mà các nguồn tài nguyên, quyền lực không nhất thiết phải đổ về Hoa Kỳ hay sang châu Âu. Chính vì thế mà nước Nga của Vladimir Putin không cần thanh minh về việc xâm chiếm Ukraine. Trái lại, Moscow tìm cách đưa ra một lập luận khác với quan điểm của phương Tây để giải thích với Đông Nam Á, với Nam Á, với châu Phi, Trung Đông hay châu Mỹ Latin. Về chiến lược của Kremlin, Moscow muốn các quốc gia không liên kết này hiểu rằng khủng hoảng lương thực sắp tới đây mà họ sẽ phải đối mặt, trách nhiệm không chỉ thuộc về nước Nga mà là do phương Tây đã dứt khoát từ chối dỡ bỏ lệnh cấm vận đánh vào hàng hóa của Nga. Toàn cảnh thế giới ngày nay phức tạp hơn nhiều so với mô hình đã được hình thành từ sau Thế chiến thứ hai và mô hình đó đã được củng cố thêm sau khi mà khối Liên Xô sụp đổ hồi 1989.